Dính chưa? Dính chưa? Ờ sao nó có. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Em anh em ơi. Dính bự nè, đà bá luôn nè. Một em cua to. Đây nè, đây nè. Đó, đó, đó mọi người thấy không? Đây nè. Chụp luôn hả? Anh bước mạnh vô. Đây nè, đây nè. Anh vô. Mẹ hay dữ trời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ấy da, ấy da. Nè. Ba con luôn. Đủ. Thôi gì mất thành ta chân. Im, im, có không? Lụm, lụm luôn. Lụm luôn, đây con ống cờ nữa mọi người. Cho mọi người xem con chút nè, đeo ống đá nè. Bỉ luôn cũng thấy nhé. Rất là to luôn nè, thấy không? Đó. Má bự thiệt. Đây. Ê, bây giờ mình lên bờ, mình lên bờ, lên bờ rồi sang đây. Mọi người cùng xem nè, to, rất là to luôn. Mình lên bờ không? Mọi người, giờ anh em mình đi theo gian biển à, bắt cua hoặc là con gì đó hay hay quay lại cho, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Nãy giờ bắt được nhiều chưa? Đây nè anh em ơi, nãy giờ mới xuống bắt cua nè, gặp mấy anh em ở đây ba bắt nè, nè cũng, ôi rất là nhiều luôn nè. Trời có mú luôn. Ủa, có mú luôn, có mú trời luôn. Ơi, quá trời nhiều luôn. Rồi dính con, dính con ha. Dính con, dính con, dính con. Ồ. Dính con mọi người. Đó. Đâu? Ồ, sâu quá vậy? Mất ử rồi. Nè nè, anh em đang đang bắt cua nè mọi người. Dạ dạ, gọi gọi dính đó. Dính chưa? Dính chưa? Dính một đá luôn. Đây dính nè mọi người. Chết rồi, không kịp luôn á, không kịp luôn. Nhưng mà được, được, thấy thấy được bỏ vô xô. Nè. Nè nè nè, em gọi cái này nghe nè. Nè nè. Đây đây, bắt còng, còng, còng. Bắt khía. Bắt khía, còng, còng. Ừ. Đây dính nè. Bắt khía bắt chi ăn có được đâu. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Lụm con còng nha mọi người. Đó anh em ơi. Đó. À, rồi dính 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 nha. Dính chưa, dính chưa? Ờ sao nó có. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi em anh em ơi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ố con gà đâu vậy? Lụm lụm cái càng luôn. Đây 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 đây, chết mẹ. Cái đá cho coi cái càng. Rồi. Đây đây dính nha. Dính một con cua nữa mọi người. Đó. Con cua bự nè bà con. Đó anh em ơi, dính con cua bự nè. Đà bá luôn nè. Đà bá luôn. Bỏ xô luôn. Thanh kèo, thanh kèo. Đâu 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 đâu. Ông ơi, con ơi, con ơi. Ê ơi. Đây, bắt đi, bắt đi. Vô rồi, vô rồi. Đó đó đó. Trời ơi, cái lò bàn cho cây cứu nè, chút mỏ. À, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính nè mọi người. Cuối cùng cũng dính được một con cua. Đây mọi người. Một em cua to. Đây nè, đây nè. Đó, 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 mọi người thấy không? Đây nè. Chụp luôn hả? Anh bước mạnh vô. Đây nè, đây nè. Anh vô. Mẹ hay dữ trời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ây da, ây da. Đâu rồi? Mẹ, ây da, đâu? Đâu rồi, đâu rồi? Quan, 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 quan. Chạy mất rồi, chạy mất rồi. Cua. Ê, mọi người, phát hiện một con cua mọi người. Đây nè. Phải không? Không phải con cua, con còng. Đây nè. Kẹp ơi, kẹp ơi, kẹp ơi, kẹp ơi, kẹp ơi. Đây con nè, đây con nè, đây con nè. Rồi, rồi, còn cái càng không rồi. Vô rồi, vô rồi, vô. Phát hiện cua bự mọi người. Đây nè. Wow. Rồi. Phát hiện một con còng nè. Lượm lượm con còng luôn. Đó. Ê, con bự nè. Đâu đâu con gì? Con gì bự nè. Còng, còng. Bắt luôn, bắt luôn. Đó. Còng chết rồi. Đây nè mọi người. Wow, có một con rất là lạ nè. Con này con gì ta? Em cũng có sò dẻo. Thằng em cũng không biết con gì luôn, hình như không thấy sò dẻo đâu. Có sò dẻo nè. Con này con gì Nam? Không thấy sò dẻo, con Nam ơi. Con này là con gì? Con bé ở đây chắc biết à. Hả? Cầm cọp. Trời ơi. Cái rộng con gì?
Ồ, lượm được cái gọng rất là nhiều vỏ ốc trong đây nè mọi người. Vỏ không à, còn vỏ không mà không có con gì hết. Con này ăn mới đau bụng. Dạ. Lao con này đau bụng gì? Con cọp. Con cọp nè. Vậy. Ủa cái gọng của ai vậy? Dạ. Đau bụng hả? Thôi vậy bỏ đi. Đây nó nãy nè. Chết rồi. Vỏ mà. Tôi giỡn nó cho ông cầm cái đèn không, giỡn nó đi. Chạy mất á, gọi ra, gọi ra. Đây nè, đang con nè. Bắt đi. Chạy luôn rồi, tôi giỡn luôn nha. Giỡn lên nó không cho ông cầm có đi đâu nha. Chết mẹ, nặng quá. Nè cái hang nè, cái bọn đây không? Kìa nó chấm kìa. Bỏ đi ba con nè. Ồ có cái cây móc mà, cây móc rồi. Còn không cái con này không ăn được đâu. Hả, à, con ba khía ăn được mà. Không, ba khía kia thì nó ăn được, ba khía này nó không ăn. Dạ. Dạ. Ba khía mình nó ăn được. Đây nè, đây nè mọi người. Con gì đây? Ô, lụm một con cua. Tuyệt vời. Cua xanh. Mọi người ơi, phát hiện một con trúc rồi nè. Quay cái đầu rồi ấy nè. Cận cảnh cho mọi người xem nè, cây dao rồi. Cây dao đâu? Nè, cận cảnh cho mọi người xem nè, con trúc rất là quý nha mọi người. Khó kiếm lắm đó, nãy giờ mới kiếm ra đó. Con dao sẵn rồi. Chủ yếu là đi kiếm con trúc mà. Ủa, sao chạy? Cái mạnh lên. Ừ. Ủa, mạnh vô. Mạnh vô. Đâu rồi? Đây. Đây, nó, đây là con trúc. Nó tương tự như là con gì ta? Con ba chăng. Không, cái con gì nè? cái con gì ngoài biển nè, cái con tự nhiên con gì quên này trời, bào ngư nè, nó tựa như là con bào ngư nha mọi người nè. Đó, thu hoạch được một con nha. Nó nằm dưới nước luôn hả? Ừ, đây một con nữa nè. À, đây con nè, đây con nữa nè mọi người ơi. Vô ổ rồi đây nữa nè. Ô, vô rồi, ba con một chỗ luôn mọi người ơi. Đây. Ủa, nè. Rồi ruột cái đây. Còn nè. Vậy là nó không sống được. Giống như bào ngư nha mọi người. Rồi tét hết luôn. Không, kéo ra được, không sao. Đây. Đó. Không thử được nó. Đây. Nó sống 2-3 ngày cũng được, còn tét rồi nó sống không được. Có ăn không ạ? Có chứ. Ăn liền hết chứ. Ừ, ăn liền. Đây. Đây rất là chút là ngon nha mọi người. Lụm mấy con này ngon lắm. Trời, chút về mình làm luôn nè. Tôi không phải ăn ba con này xạo. Đó. Còn đây. Đây mọi người ơi, nè, phát hiện quá trời nhiều chút rồi nè. Đây nữa, nhóc. Đây là rồi. Con chút đá nha mọi người. Đây hả? Ăn rất là ngon nha mọi người. Rồi, kéo ra. Bỏ đi không nổi. Lấy luôn. Bỏ đi. Lấy luôn, bỏ phí. Mẹ đi. Sản phẩm của biển mà. Mình ăn. Làm mà cà mốt quá ơi, ăn cạn con này không? Đây. Đem con nữa nè mọi người. Ghi sát vô trong cái đá. Ừ. Đó, ra đó. Thấy chưa? Đó. Ok, đặc sản nha. Anh đâu nữa anh? Đặc sản biển nha mọi người. Đó con trong kèn trong kèn con. Con sản nha, đặc sản nha mọi người. Ấy con ốc kìa, con ốc còn sống không em? Ốc gì lúc ăn rồi mà chưa biết. Ôi, con cờ luôn con ốc kia còn sống không? Nè, con ốc này còn sống không? Nè, bìa nè, mới ủ nè. Đó. Mới bự nè. Ừ, con đó mới bự á. Ê, nó bể luôn rồi. Ê, chưa. Đây, còn con này, đây con nè. Đây ơi. Đâu. Ủa, xíu rồi, ơi, bỏ đâu hết. Ủa, lụm luôn đi. Đâu rồi? Rồi. Đó. Ờ, dính này. Nè, con ốc này còn không? Sống không? Chết rồi. Chết rồi. Nè, đang ốc hụi nhóc luôn á. Đây nè. À, bỏ đâu rồi. Đây nè, ốc, quay cái này ốc. Đây. Con rất là to đây mọi người. Đây con. Đây nè, trời, quá rồi luôn rồi. Vô rồi. Ngay ổ chút đá rồi mọi người ơi. Đó, vô. Rất là to nha, nè. Đó. Con nhỏ bỏ đi. Thôi lụm đại đi. Mệt lắm.
không, mình đem lên mình nướng xong mình lụm luôn rồi, cứ khỏi cần mặn. Tôi chiều tôi cũng nướng. Đúng rồi, khỏi mặn làm gì. Rồi, bỏ đi quý. Bỏ cái đó đi. Còn được miếng á, lụm đại đi. Bỏ cái kia đây, nè đây nè. Con rất là to luôn mà nằm trong kẹt mọi người, không biết có khư được không. Ô, được rồi mọi người. Đấy, im. Đó, cái này có dầu, còn con nữa, con nữa, đấy. Nãy em nói rồi mà phải đem, phải đem cây dao theo mà. Thiện xạ luôn đó. Mấy con nào đem dao thôi bó tay đi. À. Rồi, rớt xuống đây luôn rồi. Lụm lên liền. Rớt lại miếng thịt thì ở ngoài. À, cây dao, tại dao mình bén quá. Rớt miếng thịt rồi. Rồi, đây nè, đây nè. Hai con luôn, hai con luôn. Nè, ba con luôn. Đủ. Thôi mất thịt ta chân. Im. Bữa nay là vô mánh chút biển hả mọi người? Không có chứ, còn một đống. Đó đây. Nướng đã lắm, thơm phức à này. Cạo á, cạo bèo mới nướng. Đã lắm. Tôi cũng phải ăn này chứ tôi về. Quá im, mà ơi. Đó, con này bự thiệt rồi, con này bự nè. Có không? Con này bự thiệt. Rồi. Đó. Gục luôn rồi. Còn rất là to luôn mọi người. Rồi là gục luôn rồi. Để tôi lấy thịt vô cho mọi người coi. Con nhím biển nhím đá này là cũng không được to mấy nhưng à, con này là rất là to nè. Đấy. Đó. Đã không có chứ đây vòng vòng hồi nhóc. Ồ. Tính đâu là không có. Một con nữa nè mọi người. Đó. Đây mọi người. Con còng nè, con còng biển nè, bắt luôn nha. Đó. Lụm hết. Đây. Con này con gì? Con chút không? Không phải. Không phải hả? Con nào? Mọi người ơi. Ốc gì? Ốc gì em nói luôn em. Cái này là ốc mắt ngọc thôi, ốc cờ. Ốc gì? Ốc mắt ngọc thôi, ốc cờ. À, rồi ok. Ốc hai tên, ốc mắt ngọc hoặc là ốc cờ. Rồi đây, quay cho mọi người xem cận cảnh nè. Con ốc này là gọi là ốc mắt ngọc hoặc là nghe em nói là ốc mắt ngọc hoặc là ốc cờ. Đó, mọi người xem nè. Nguyên bậy không ơi, nghe bậy không ơi. Bậy gì, bậy gì? Chốt, nghe bậy luôn nè. Đây mọi người. Nguyên một bậy 3-4 con nè. Ngay một bậy chút luôn. Con này con ông nội nè. Ngay một bậy chút luôn mọi người. Ừ. Con đó. Này con ông nội nè. Con này con cha nè, con này con nè. Ba con bằng nhau nè. Đó, ba con lớn bé giống nhau nè. Ok. Đấy con ông nội chút nè. Ơi, nó cứng quá, con ông nội nó cứng quá. Anh vừa tép. Khui sát trong đá. Để sát trong đá. Đó. Được rồi ông nội. Rồi to mọi người ơi. Y như bào ngư phải không? Đấy con cha nè. Giọng họ bào ngư đó. Rồi con cha nè. Đó. Rồi cho con cháu nó sống đi. Con cháu nằm cho con cháu nó sống đi. Có hai con hả? Rồi con cháu nó sống. À. Ba đời lấy hai đời thôi. Có không? Lụm luôn. Lụm luôn. Đây con ốc cờ nữa mọi người. Con gì? Ốc cờ. Một con ốc cờ nữa mọi người. Đây mọi người. Con chung nữa. Mọi người thấy vui không? Đi bắt hải sản dưới biển ở ngoài đảo như thế này mọi người thấy vui không? Đó. Đây con chung. Đây là đảo Hải Tặc nha mọi người. Cũng gọi là hòn che cửa đó. Đây một con chút nữa mọi người. Ê chúng nó nãy giờ mình vui nhiều lắm rồi sao chút xíu vậy. Sau đợt này sau ốc lò nhất này có nữa chứ. Nè nè con chút rất là to, con chút rất là to phát hiện rồi mọi người. Đây. Đâu. Đây. Đó mọi người nè anh em nào với mọi người có ra đảo chơi nhớ đi trải nghiệm săn bắt buổi tối như thế này như anh em mình nha. Đó, rất là vui mọi người. Trong khi vui về cũng có sản vật của biển để mình nhâm nhi vài ly. Đây con. Đây mọi người ơi, con chút rất là to. Con chút rất là to mọi người ơi. Đây nè. Đó. À, lấy con chút này trước nha. À, mà trong lúc là mình quay út. Đây đâu trong lúc của mình là đang cạy con này là có một con này kia vô nó cắn mình nha các bạn đó, à,
nó vô nó cắn mình con nó không cho rồi. Bắt luôn con công nó cắn mình nó không cho mình chạy nha. Đó này là con còng đá đó, bắt luôn. Bây giờ các bạn coi nè, nó đó. Cắn nè, nó cắn nè đó. Đó bây giờ tay mình đâu là nó đưa cái càng đó, các bạn thấy không? Đó các bạn thấy không, nó càng đó nè, đó nó cạp nó cắn nè đó. Đây con chút đó là to ở đây rồi mọi người. Ôi con chút quá to các bạn ơi. Đây rồi. À, chưa chết rồi. Đó. Đâu lấy vào thái cho lấy vào lử. Con không có vào thái. Cái này phải tự vào thái. Ồ, hồi nãy chỉ lụm được con dao này thôi à. Trời ơi, tự chốc hết trời. Ồ, rất là to à đây mọi người ơi. Đây, 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 có thịt. Ồ, phải đi. Đây, một em nữa mọi người ơi. Đây nè. Nó hả? Đâu. Ồ, con rất là to luôn mọi người. Nè, quay gần cảnh cho mọi người xem là con chút là như thế này nè mọi người. Đấy. May không được lên em. Ơi, có rồi. Đâu rồi? Dưới lắm anh. Đồ con thay luôn. Nó nằm đâu rồi? Bay mắt rồi. Đây. Chắc nó úp xuống. Rồi. Đó, dưới này. Rồi, mọi người ơi. Đây, phát hiện một con nữa mọi người. Đây nè, để quay cận cảnh cho mọi người xem mà nãy giờ chưa quay cận cảnh cho mọi người xem con chút như thế nào. Đấy, nó đang đeo đá nè mọi người thấy không? Đó. Rồi, bắt nha. Quay hồi mấy cái đeo hát. Hôm nay cứ tưởng là không có nhiều con chút à, hôm nay cũng thu hoạch được rất là nhiều. Nhai biển tuyệt vời, bỏ vô xô nào, bể giò đi. Trời ơi, biển cũng có nhái nè, kinh khủng vậy. Im. Ngồi đợi. Đấy, con chút rất là to luôn mọi người ơi. Đây nè. Nè, quay gần cảnh cho mọi người xem con chút nè, đeo ông đá nè. Đó, rất là to luôn nè, thấy không? Đó. Cắt mọi người. Đó. Ngon lành. Ê, con chút bự. Đâu? Nè. Một con chút cũng rất là to nữa mọi người. Đây. Ê, đâu rồi? Đây. Đây mọi người, phát hiện một con chút rất là to nè. Quay cảnh mọi người xem nè. Đó. Chút sư phụ. Nãy giờ là con đây là to nhất nha mọi người. Giờ lỡ lời ta cho biết. Quá bự thiệt. Đây. Ê bây giờ mình lên bờ đi, mình lên bờ đi. Thôi giờ mình lên bờ đi sang đây. Mọi người cùng xem nè, to rất là to luôn. Giờ lên bờ không? Giờ mình lên bờ đi, con mới được đi đâu rồi, mình đi chung cho nó vui. Lại phát hiện thêm nữa mọi người, bữa nay là gặp ẩu chút rồi mọi người. Đấy. Con này lớn nha. Chút cối luôn là cái gì ơi. Chút cối rồi. Đây. Đó. Mọi người con chút cối rồi. Ok. Đây mọi người, chuyện lạ luôn nè. Nãy giờ mình bắt con ghẹm bỏ trong xô nè. Đó, rồi bắt con chút bỏ trong xô. Xong xuôi là con chút nó đeo vô cái mu con ghẹm nè. Mọi người thấy không? Dính luôn nè. Đó. Rất là buồn cười nha mọi người. Đó. Nãy mới bắt mấy con chút nè. Đó. Mấy con chút nãy bắt dưới bờ biển rồi giờ đem lên luộc nha mọi người. Đó. Rồi, con nhái nó luộc luôn sao cậy? Luộc luôn đi. Quạt đi. Và đây kiếm rượu bia cũng khó khăn nè, bà chị cũng nhiệt tình mua được một bọc rượu nè. Đó. Cũng hơi là mà không mặc áo ai nè, nhiệt tình lắm luôn á. Đúng rồi. Đó.
nửa đêm bây giờ 10 giờ đêm ở đây ở hòn ở đảo hải tặc này không phải là kiếm đúng để rồi kiếm vụ đó em đúng rồi rất là khó luôn. Chị năn nỉ mấy đoạn đường rồi chị mới được cái hai bịch này. Một khi mà vô nước biển cái đảo hải tặc này không phải là đơn giản em. Đây là gỗ thuốc nha. À, đảo hải tặc này phải em nói em có tiền thì em sẽ mua được rượu đúng rồi. Bất cứ thứ gì em cũng mua được nhưng mà cái nơi khác là còn cái nơi đảo hải tặc này không bao giờ. Ê mà tôi không sợ gì của đó, tôi sợ bà hai. Đảo hải tặc này rất là khó mua rượu. Ê bà chị rất là nhiệt tình nè mọi người. Có tiền chẳng mua được luôn nhưng mà mọi người xem nhớ ủng hộ nếu mà mai mốt có gà đảo hải tặc nhớ tìm đến nhà bà chị rồi đó. Xe không được nè, nếu mà đạp đạp hơi xe đạp. Đấy. Nhưng mà bằng mọi giá chị năn nỉ phải được cái bịch rượu này. Rồi cảm ơn chị. Đây nè mọi người nè. À, sản vật bắt dưới biển rồi nãy giờ nè. Đó, con chút nè. À, cua đá. Chút cua đá. Đó. Ghẹ. Ghẹ nè. Đó. Bà khía nè. Bà khía. Đó, luộc luôn con còng. Bà khía luộc luôn con còng nha mọi người. Đây nè mọi người. À, con chút nè. Con chút với ghẹm cua biển nè. Quán này cười tôi giỡn mình kia. Đặc sản hồi nãy bắt ở dưới biển nè mọi người. Đó. Nằm ghế bố con chị chút nè mọi người thấy không? Là con chút này luộc nè, luộc lên chín nè. Mà muốn ăn mình phải lột cái vỏ nó. Nè. Cái vỏ nó đó cực cứng luôn, cái dãy của nó nè, cứng lắm y như là con chút ở trên gần của mình vậy đó mọi người. Nè. Rất là cứng luôn nè. Đó. Bẻ tới gung luôn rồi, nó gung máy luôn mới gãy mọi người. Đó. Thấy không? Nhiều cứng khi... lắm. Ê, nhiều khi đây nè. Nó đi với đó. Anh nó nói chuyện đi. Thấy không? Nó nói chuyện với anh nhưng mà nó người ta nó nốt bụng. Nè. Đó, mình cạo mình luôn cái lớp này ra nghe mọi người. Chị này sáng múc lên á. Cạo luôn cái lớp này nè. Đó. Cái nửa sáng múc lên đó, cái tôi với thằng Khanh ăn vô ngủ á. Hai thằng cái lụm này nè. Nè. Máu vậy nè. Chơi. Sao có lửa nè nè. Cái bà ngoại đó nè. Cho ngoại nè. Cạo hết luôn lộng cái những cái gì xanh này nha mọi người. Bà ngoại phái vụ này lắm. Ở xong xuôi á là nè. Bà làm bệnh quá nó ăn thôi. Khờ luôn. Giống như là màu ngư luôn nha mọi người. Để chung. Đó. Mời mọi người nha. Đó. Rất là ngon mọi người ơi. Ê bữa đứt tàn được không mọi người? Ê đứt tàn nhà nhà nè. Ăn cái miệng càng ngon hơn nữa. Ăn mẹ đi. Rất là thơm mà giòn mọi người. Để đâu hả chứ đó. Chị.